Xin chào tất cả các bạn đã đến với chuyên mục radio của câu lạc bộ đồng hành cùng sách. Mình là Tuyết Mơ. Trong chuyên mục radio lần này, mình sẽ đem đến cho các bạn một tựa sách mang tên Cất Tiếng Làm Điến Thế Gian. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thế giới ngôn từ đã quá quen thuộc với bạn, hóa ra lại bí mật không kém những ngôn ngữ thân thể. Ai cũng có khả năng dùng ngôn từ, nhưng không phải ai cũng dùng nó hiệu quả trong giao tiếp. Nếu bạn muốn nắm lấy sức mạnh của ngôn từ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và củng cố các mối quan hệ của mình, thì Cất Tiếng Làm Điến Thế Gian là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách này chỉ cho các bạn phương pháp vạn năng nhận biết con người, trao vào tay bạn các câu nói vạn năng làm lay động linh hồn của người khác và đưa ra cảnh báo về các từ vạn năng tiêu cực luôn khiến bạn sập bẫy. Giống như một cuốn sách vạn năng, bạn có thể tìm trong đây lời khuyên cho mọi vấn đề trong giao tiếp. Chẳng hạn, khi bị sai khiến thì nên nói thế nào? Nói gì để thu nhận cảm tình hay làm sao để ngăn chặn thói phán xét? Các tình huống lấy ví dụ đều rất quen thuộc và đặc biệt được minh họa bằng hình vẽ sinh động. Và còn một điều tuyệt vời nữa, khi những biểu tượng nắp kín trong ngôn từ, nó bỗng có đầy quyền năng. Vì ngôn từ có thể triệu hồi mọi điều sâu thẳm nhất, một cách nào đó cũng bám lấy cả cảm xúc và nhận thức, rồi khiến người ta ngơ ngẩn xuất thần trong những tích tắc mỏng manh nhất. Mỗi một từ, bạn lòng tôi ơi, mang theo một thế giới những điều kỳ lạ. Và biết hiểu rõ, ta chẳng cần phải khéo nói, ta có thể sử dụng nó để đi xuyên qua những mối quan hệ và bỗng có được cả thế giới và những điều ta mong ngóng. Khi bạn hiểu ra sức mạnh ấy của ngôn từ, bạn đang chạm vào cõi mênh mông của linh hồn, của cảm xúc và nhận thức. Những biểu tượng tâm lý, nhận thức đó có được sức mạnh lớn hơn nữa khi biến thành một câu nói. Tôi gọi những câu nói đó có sức mạnh lớn nhất đó chính là câu nói vạn năng.